Sa Đô Huy xin kính chào quý vị. Sa Đô Huy đang chia sẻ cái gian hàng thương mại thì của các anh em ở đây. Em ơi, đây là cái gian hàng của em hả? Em chào các bác yêu cây cảnh trên toàn quốc. Đây là em là em của anh Tuấn Anh phải không? Dạ vâng ạ. Cùng ở Đầm Chành phải không? Dạ, vâng. Mấy tác phẩm ở đây em có mang nhiều không? Em cũng mang tương đối. Tương đối à? Hôm nay em mang đi khoảng 30 tác phẩm. Quý vị ở cái mặt này hơi ngược sáng quý vị nhá. Hơi ngược sáng. Cái này của em cái si này đẹp quá, cái này bao tiền? Dạ vâng. Cái si này thì em giao đơn giá là 55 triệu. 55 triệu. Dạ vâng. Thế hả? Đây này, một cái si rất đẹp, hơi ngược sáng, giật giật. Đây là mặt sau của tác phẩm quý vị nhé. Cái này chỉ được chơi nhỉ? Yeah. Các bác có thể hình dung kích cỡ của cây ạ? 55 triệu. Chiều cao khoảng 40. Đây này, cái cây nghệ thuật quá nhỉ? Cây này bao tiền? Như nó ốc sên ấy. Tác phẩm này là xanh ngâm điền ạ. Tác phẩm này thì nhà vườn em đang giao lưu với giá là 19 triệu. 19 triệu. Dạ vâng ạ. Đây cũng là một tác phẩm xanh ngâm điền nữa. Cây cũng rất già các bác nhé. Bệ này tràn gần như là kín mắt chậu rồi. Cây đấy bao tiền ạ? Tác phẩm này nhà vườn em giao lưu là 20 triệu ạ. Thế à? 20 triệu. Đây là một tác phẩm xanh quê các bác nhé. Xanh quê à? Hình cũng rất là quái, được tạo hình. Nhìn như con thú ấy. Cây bao tiền em? Dạ, tác phẩm này thì nhà vườn em đang giao lưu với giá là 7 triệu. 7 triệu hả? Dạ vâng. Ok em. Còn cây nào nữa không? Một vài tác phẩm. Giới thiệu lốt cho em xong rồi đi vào trong kia thôi. Đây là tác phẩm si búp hồng ạ. Tác phẩm này thì nhà vườn em đang giao lưu với giá là 30 nói triệu. Nói to đây, em nói to đây. Em giao lưu 30 triệu ạ. Rồi, rồi, 30 triệu. Còn tác phẩm đè. Tác phẩm đè này thì nhà vườn em đang giao lưu với giá là 6 triệu. 3 mai. Rồi. Tác phẩm đấy. Đây là cây này, phôi này của em hả? À, phôi của anh Tuấn Anh ạ. Đây hả? Quay cho em một cái này ạ. Phôi này là phôi... Phôi Nam Điền ạ. Phôi Nam Điền. Vâng. Nhiều đầu già, vâng. Rất là trồn. Phôi này bao tiền em? Này thì nhà vườn em đang giao lưu với giá là 60 triệu anh ạ. 60 triệu cái này? Rồi. Một tác phẩm xanh hàng thành phẩm. Xanh răm rất là mịn này. Rồi, cây này tác thì mình... Tác phẩm này thì nhà vườn em đang giao lưu với giá là 22 triệu anh ạ. 22 triệu? Dạ vâng ạ. Các bác mà quan tâm đến phôi thì có cái phôi ba vai này cũng rất là đẹp. Nhưng mà anh không đồng ý cái từ ba vai đâu nhá, dùng ba thân. Ba thân. Không ba có thân. Nghệ thuật, vâng. Không có cây cảnh nào ba vai cả. Vâng. Tác phẩm này thì nhà vườn em đang giao lưu với giá là 38 triệu. 38 triệu hả? Dạ vâng. Ok. Mai Chú Thủy của em à? Tác phẩm Mai Chú Thủy này thì nhà vườn em đang giao lưu với giá là 35 triệu. 35 triệu. Thì anh coi mặt bên kia thì rõ. Kính thưa quý vị là góc chỉ có hai góc thôi, một cái góc xuôi sáng và ngược sáng. Đây là buổi ánh nắng buổi chiều nắng xiên này. Ba mấy nhỉ? 35 triệu hả? Một cái nét tạo hình trực núi. Như một cái tòa tháp nhỉ. Đẹp quá. 35 triệu rất đẹp. Đây cũng là một phốt Nam Điền. Rồi. Rất là già. Cây ba thân hả? Vâng. Rồi. Tác phẩm này thì nhà vườn em đang giao lưu với giá là 36 triệu anh ạ. 36 triệu. Dạ vâng. Thân chính chủ tương đối đẹp. Dạ vâng. Thân chủ đẹp. Thân chủ thì gần như là xong rồi. Thân chủ to, mạch lạc, rõ ràng. Tiếp đến là một tác phẩm sam hương anh ạ. Cây sam hương à? Vâng. Mặt đấy đẹp rồi, em cứ để đấy. Làm theo lối tam thiên nhiên. Rồi. Bệ rễ là 24 giờ trải đều anh ạ. À thế hả? Vâng, tác phẩm này thì nhà vườn em đang giao lưu với giá là 13 triệu. 13 triệu, ok. Đây là một cốt xanh quê ạ. Rất là già, các bác nhìn lù cục. Đây cái xanh quê của em ấy quý vị nhé. Vâng. Vị trường ngưỡng. Bao tiền này cái đấy em? Tác phẩm này thì nhà vườn em đang giao lưu với giá là 45 triệu anh ạ. 45 triệu. Dạ vâng. Rồi, còn cây nào nữa không? Dạ đây ạ. Đây là một cốt xanh năm điền. Cái số điện thoại của em bao nhiêu? Lưới cổ. Số điện thoại của em là 0945 345 889 anh ạ. Ok em. Dạ vâng. Thế hả? Quý vị nào liên hệ với các em? Xanh năm điền, răm rất là mịn, các bác nhìn lá nó khô lại còn nhỏ xíu đấy. Cây thành phẩm rồi. Vâng. Rồi.
Rồi mọi người trải nghiệm. Tác phẩm này thì nhà vườn em đang giao lưu với giá là 29 triệu ấy. À, ok em. Đây, ngoài ra thì cũng có những cái tác phẩm mini để bàn như này. Ừ. Thì rồi. Giá là 1.200.000. Thế hả? Dạ vâng. Rồi, ok em. Xanh quê. Còn đây là một tác phẩm cũng là xanh quê. Hàng rất là già. Rồi. Thân gai lắm. Rồi. Hai mặt đều đẹp. Tác phẩm này thì nhà vườn em đang giao lưu với giá là 19 triệu. 19 triệu. Dạ vâng. Giá này có thương lượng được không hay là chốt giá chuẩn? À, giá thì em vẫn còn thương lượng đấy. À, vẫn còn thương lượng được cái gì? Tham khảo giá. À. Đây là một tác phẩm mộc, hàng mini để cho các bác nào mà nhà có không gian hẹp các bác nhé. Hoa rất là có nhiều hoa, luôn. Có hoa rồi. Hoa thơm lắm. À, cây này cao khoảng có đến 50 không? Đến cũng nhỉ? Được anh ạ. Được 50 đấy, 50. Từ mặt chậu lên đúng không? Vâng. À. Bao tiền cây đấy em? Mộc này thì nhà vườn em đang giao lưu với giá là 3 triệu. 3 triệu. Vâng. À, hợp lý nhỉ? Đây là một tác phẩm xanh quê. Xanh quê bám đá này, vâng. Nghệ thuật này. Thành phẩm rồi. Rồi. Tác phẩm này thì nhà vườn em đang giao lưu với giá là 6 triệu ạ. 6 triệu à? Dạ vâng. Ok em. Còn cây nào em giới thiệu lốt cho quý vị. À, cây trực lúi đấy. Giới thiệu đến các bác một tác phẩm xanh quê, trực lúi. Trực lúi đẹp quá nhỉ? Vâng. Tác phẩm này thì nhà vườn em đang giao lưu với giá là 45 triệu. 45 triệu cây chữ núi này. Dạ vâng. Chữ núi rất đẹp quý vị nhỉ. 45 dạ, triệu. Đây. Tiếp đến là một tác phẩm xanh quê. Hàng rất là già. Cốt già lắm ạ. Đây dạ. Đi lên khắp trên này, bông răm thì mịn rồi. Nằm trong một cái bể đá. Nhà vườn đang giao lưu với giá là 18 triệu. À 18 triệu. Vâng. Ok em. Đây cũng là một tác phẩm xanh quê, lá rất là đẹp đây các bạn. Dạ. Điền luôn. Thế hả? Vâng. Gài đá nó rồi đúng không? Gài đá. Chậu tương đối mịn rồi. Chậu đồng nai đắp lổi rất là đẹp. Thì tác phẩm này thì nhà vườn em đang giao lưu với giá là 20 triệu. Thế hả? 20 triệu. Ok em. Còn đây là một tác phẩm mai chiếu thủy. Mai thủy lớn anh. Hình thú này. Dạ yeah. Hình thú. Thân đặc biệt nhỉ. Bông răm cũng mịn hết rồi các bác nhé. Đúng rồi, thì chỉ bực chơi này thôi. Thì nhà vườn em đang giao lưu với giá là 22 triệu. À, em báo 22 triệu. Dạ vâng. Rồi, còn cái cây nào không em? À cây này. Vâng. Xanh quê Nam Điền, Nam Điền vâng. Đây là xanh Nam Điền đấy. Rồi. Tác phẩm xanh Nam Điền này thì nhà vườn em đang giao lưu với giá là 25 triệu. 25 triệu cây ba thân. Dạ vâng. Cây này cũng là cái phôi đẹp. Tiếp đến là một cây xanh Nam Điền, dáng cổ. Một cây dáng lão. Vâng. Thì nhà vườn em đang giao lưu tác phẩm này với giá là 35 triệu ạ. À 35 triệu vậy em? Dạ vâng. Tác phẩm này em mới báo 35 triệu. Và mặt sau cho quý vị ngắm. Cái si đấy thành phẩm đẹp quá nhỉ? Dạ vâng, si ra báo phong tan quốc tế anh ạ. À. Tác phẩm này thì nhà vườn em đang giao lưu với giá là 60 triệu ạ. 60 triệu ạ? Dạ vâng. Si ra báo cho quý vị nhé. Quý vị nhớ đến gần để chiêm ngưỡng cái bóng tàn này. Bóng tàn là tự nhiên lắm rồi. Và quý vị nhìn cái thân bệ này. Đây là mặt sau nhé quý vị nhé. Mặt sau nhưng mà nó vì là không ngược sáng nên là Bonsai Đắc Huy sẽ quay cho quý vị và sẽ sang mặt chính để quay chia sẻ cho quý vị. Ồ mặt chính đẹp quá này. 60 triệu hả? Dạ vâng ạ. Cây trồng chậu tàu nhỉ? Dạ vâng. Rất đẹp. Rồi em tiếp tục đi, còn cây nào nữa? Em xin giới thiệu đến các bác là một tác phẩm xanh quê ạ. À, cây xanh quê. Vâng, xanh quê hàng cũng tầm trung. Cây cũng rất là lù khắp thân này. Tác phẩm này thì bao, nhà bao tiền đang giao lưu với giá là 13 triệu ạ. Ừ, 13 triệu. Vâng. Đây cũng có một tác phẩm xanh quê nữa. À, thế hả? Vâng, bông răm rất là mịn rồi. Tác phẩm này thì nhà vườn em cũng đang giao lưu với giá là 20 triệu ạ. 20 triệu cây xanh quê này. Chật quá quý vị nhé. Chật quá. Thôi được rồi, được rồi, được rồi em. Cái lộc vừng này rất là già. Nghệ thuật quá nhỉ. Vâng. Đây là quý vị này, cây này em chưa trồng con chậu nhé. Cây này trồng con chậu thì có cái đường thân nghệ thuật lắm. Đường thân, đường rễ. Cây rất già. Tạo điểm nhấn cho cây rất là đẹp. Cái này bao tiền em? Tác phẩm này thì nhà vườn em đang giao lưu với giá là 9 triệu.
À, 9 triệu cây đồng vừng này. Ok em. Đây. Còn tác phẩm sam trái ấy. À, sam trái. Rồi. Đây đang có. Rồi, chỗ đây đẹp đấy. Trái nhá các bác nhá. Ok em. Tác phẩm này thì nhà vườn em đang giao lưu với giá là 8 triệu. À, 8 triệu cây sam trái hả? Rồi, ok em. Đây. Một tác phẩm xanh quê. Quê hai thân quý vị nhé. Dạ, vâng. Cây này hai thân. Đây, nó cũng hàng tầm vừa vừa đấy ạ. Ờ, tầm quá, không nhỏ quá. Một người tầm bê. Này, vâng. Một người bê. Nhà vườn em đang giao lưu với giá là 22 triệu ạ. À, 22 triệu. Dạ vâng. Ok. Hết chưa em? Dạ đây ạ. Còn cóc nữa ạ. À đúng rồi, vừa anh chia sẻ cái cóc mà không có cây cóc của ai. Đẹp quá. Vâng. Cóc này bao tiền em? Tác phẩm cóc này thì nhà vườn em đang giao lưu với giá là 3.800.000. À, 3 triệu 8. Vâng, cây đang có quả các bác nhé. Lần này là lứa quả thứ hai rồi. Thế hả? Vâng. Rồi, quả rồi, rồi. Khá to đấy. Thế hả, em cầm cái cóc này, bê cái cây cóc này xem nào. Thế hả? Nhìn đây cho anh nè. Rồi, 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 rồi. Rồi, ok em. Hết chưa em? Dạ, đây ạ. Không còn nữa à? Một tác phẩm si nữa. À, cây si nữa. Vâng, cây si và cây xanh năm điền. Thế hả? Vâng. Ừ, cây si này bao tiền em? Cốt xi này thì nhà vườn em đang giao lưu với giá là 25 triệu anh ạ. À, 25 triệu, giờ. Vâng. Ngoài ra còn một cốt xanh năm điền. À, còn cốt xanh năm điền này à? Sáng rất là đẹp. Rồi, rồi, rồi. Tác phẩm này thì nhà vườn em đang giao lưu với giá là 15 triệu. À, rồi, ok em, 15, ok. Hết, đang, dạ. Hết chưa em? Dạ, bọn em hết rồi ạ. À, đấy, thì trên đây là một số tác phẩm của em Trường nha quý vị nhé. Em Trường tại triển lãm Thủ đô 2022 thì bọn em còn một tác phẩm to nữa thì anh giới thiệu lớp đến các bác giúp em ạ. À, tác phẩm to. Bác Sa Đô Huy đang định dừng lời thì em còn một cây to nữa. Ở dưới này cho nên là thế à? Em cũng xin giới thiệu đến các bác sau. Thế chắc vừa anh Tuấn Anh mở giao lưu rồi cái này. Dạ vâng. À. Có không? Mày kỹ giúp em. Ừ. Đây cái này à hả? Dạ vâng. Cái này bao tiền em? Dạ, tác phẩm này thì nhà vườn em đang giao lưu với giá là 90 triệu các bạn. À, 90 triệu. Dạ vâng. Một cây thân rất to nha quý vị nhé. Cốt điền nha các bác nhé. À, điền. Còn những chậu này đến chiều dài của từ mặt nọ sang mặt kia phải tầm 70-80 yeah. Chiều mà chiều dài thân cây em ạ. Bác Sa Đức Huy vừa chia sẻ cho quý vị những cái phôi, những cái tác phẩm của em Trường nhá quý vị nhá. Quý vị nào yêu thích cái tác phẩm nào quý vị liên hệ với em, hoặc là quý vị ra cái gian hàng của em tại triển lãm Thủ đô quý vị nhé. Thì anh chào em nhé. Dạ vâng, em chào anh Huy. Chào em nhé.